ba kiểu người, càng về già càng có phúc, hậu vận cực tốt, may mắn ùn ùn kéo đến. Một người có phúc khí thì cuộc sống sẽ trở nên thuận lợi, dễ dàng. Nhưng làm thế nào để phúc khí tìm đến với chúng ta thì nhiều người vẫn chưa thông suốt. Trên thế gian này, ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống may mắn, thuận lợi, tốt đẹp. Như vậy, bản thân vừa không phải lo cơm ăn áo mặc, vừa có thể dốc sức giúp đỡ những người cần sự trợ giúp hơn. Nhưng trong cuộc sống, có những người được ưu ái, cả đời thì bình yên, có người thì lại cả đời vất vả long dong. Có người thời trẻ có thể gặp nhiều trắc trở, nhưng mà về già lại ngày một phát đạt. Có những người cả đời thuận lợi giàu sang, nhưng mà đến cuối đời lại bị bệnh tật, đói khổ bủa vây, chịu cảnh già thê lương đến còm cõi. Ai trong chúng ta cũng đều hy vọng bản thân có một cuộc sống tốt đẹp. Số mệnh của mỗi người, tốt hay là không, đều do bản thân mình mà ra. Muốn có được vận mệnh tốt, bản thân của mỗi người cần phải tự cố gắng đi lên. Người xưa có câu, mệnh do kỷ tạo, phúc tự kỷ cầu. Câu này ý nói rằng, số phận của một người là do chính mình tạo ra, phúc đức của mình cũng do chính mình mà đến. May mắn, hạnh phúc không phải tự dưng trên trời rơi xuống, nó đến từ chính bản thân chúng ta. Nó tích lũy từ chính những hành động của mình. Theo như người xưa đúc kết lại, trên đời này có ba kiểu người, mà khi càng có tuổi, họ lại càng có phúc rất lớn. Về già thì hậu vận rất tốt, làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi. Hãy thử xem, bạn có bao nhiêu đặc điểm trong số những đặc điểm dưới đây không nhé? 1. Người có tấm lòng lương thiện. Chúng ta vẫn thường nghe câu nhân chi sơ tính bản thiện. Đây là một thành ngữ trong Tam Tự Kinh, một cuốn sách dạy vỡ lòng cho trẻ con của người Trung Quốc xưa. Câu này dịch ra có nghĩa là con người khi sinh ra, ai cũng mang một bản tính tốt lành, đó là tính thiện. Mọi người sinh ra đều có bản chất tốt và có đạo đức, không có ai là ngoại lệ. Theo như đó thì khi gặp một ai khó khăn, sẽ luôn có người sẵn sàng ra tay trợ giúp. Đây được coi là tinh thần tương thân tương ái, là tính lương thiện vốn có của một người. Khi chúng ta giúp đỡ người khác, phúc báo sẽ tự động tìm đến với chúng ta. Rồi đến một ngày nào đó, chính sự giúp đỡ, chính sự lương thiện mà không vụ lợi ấy sẽ mang đến một món quà, thậm chí còn có thể là một chiếc phao cứu sinh bất ngờ và ý nghĩa với chính người đó. Một người mà có cốt cách tốt bụng, sống thì ngay thẳng, sẽ nhận lại nhiều phúc khí, may mắn. Họ luôn là người thoải mái, vui vẻ khi giao tiếp với người khác. Tuy nhiên lương thiện thì cũng cần phải có mức độ thôi. Nếu quá lương thiện, có khi lại trở thành một tội ác. Vì sao lại như vậy? Trên đời này, không có ai phải có nghĩa vụ đối tốt với ai cả. Chẳng qua, đó là vì tình, vì nghĩa, cho nên người ta mới đối tốt với nhau. Những thứ này đều là có qua, có lại hết. Nếu như bạn dành lòng tốt của mình cho những kẻ vô ơn, không có sự qua lại, thì chẳng khác nào đổ nước vào một cái giếng không đáy. Lòng tốt của bạn không thể nuôi nổi sự tham lam của người khác. Chỉ có người lương thiện vừa phải, có chừng có mực, mới có thể mang đến phúc báo cho chính mình và người thân. Còn lương thiện mù quáng sẽ chỉ khiến cho vận may của người đó bị bào mòn đi mà thôi. Thứ hai, người biết nhìn xa trông rộng, không màng lợi trước mắt. Một người thông minh là người sẽ có tầm nhìn dài hạn và sẽ không quan tâm đến những cái được và mất trước mắt. Sự rộng lượng của một người lớn hay là nhỏ sẽ quyết định cuộc sống và đẳng cấp của họ trong cuộc sống. Người mà có tầm nhìn càng lớn thì càng ít quan tâm đến những mất mát trước mắt. Họ biết cách sống cho hiện tại. Ngược lại, với những người quan tâm đến từng chi tiết, những người có đầu óc rộng mở, biết nhìn xa thì sẽ dễ nhìn rõ bản chất của sự việc và tìm thấy những gì mình thực sự mong muốn. Ngược lại, những người mà có suy nghĩ hẹp hòi, tính cách không rộng mở, thích tập trung vào những chuyện tiêu cực, hay bị khó chịu về những chuyện nhỏ nhặt, thì sẽ rất lãng phí thời gian và năng lượng của bản thân. Lòng dạ hẹp hòi chỉ khiến cho con người ta sống trong đau khổ và không thể tự mình giải thoát. Chỉ khi có một trái tim rộng lớn, bạn mới có thể sống thoải mái là chính mình. Từ đó, phúc khí sẽ tự tràn ngập đến. Thứ ba, người đối xử tốt với gia đình. Hạnh phúc lớn nhất của đời người không phải là nhà to bao nhiêu, cơm ăn áo mặc sang trọng như thế nào, sự nghiệp chói lọi ra sao, mà chính là có bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Càng có tuổi, ai trong chúng ta đều nhận thấy rằng mọi thứ như là bạn bè, của cải, vật chất chỉ là thứ yếu. Gia đình mới là quan trọng nhất, là chỗ dựa lớn nhất cho bạn trong đời người. Khi gia đình mà êm ấm, con cái được trưởng thành, người cha người mẹ có thể yên tâm chứng kiến, tận hưởng quả ngọt từ công nuôi dưỡng của mình sau bao vất vả. Đó chính là những thành quả giá trị nhất. Bên cạnh những thành tựu vật chất, mỗi người xây dựng cho chính mình. Gia đình là trường học đầu tiên của đời người. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của con cái. Truyền thống gia đình là linh hồn của gia đình. Nó như một ngọn đèn sáng soi đường cho gia đình tiến lên. Những đứa trẻ mà lớn lên trong truyền thống gia đình tốt thì sẽ biết thế nào là chân, thiện, mỹ và sẽ không làm điều xấu. Họ tốt bụng, biết phân biệt đúng sai, trong lòng tràn đầy tình yêu thương. Ở đâu cũng tốt bụng và thuận lợi với người khác. Còn trong một gia đình có truyền thống gia giáo, nề nếp, con cái sẽ rất ngoan, lễ phép, hiếu thảo với bố mẹ, kính trọng người lớn tuổi và yêu thương trẻ con, tuân thủ pháp luật và các quy định, tuân theo các quy tắc giữ gìn trật tự và có tình yêu thương, lòng tốt trong trái tim, có đạo đức và kỷ luật nữa. Những gia đình có truyền thống gia giáo là một điều may mắn. Nếu một người có được gia phong nề nếp, nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Bởi vì truyền thống gia đình và giáo dục không chỉ quyết định khuôn mẫu, cách nhìn của một người, mà nó còn quyết định trình độ tinh thần và điểm mấu chốt đạo đức của người đó. Kết luận, người có cuộc sống tốt đẹp là người có phúc khí. Bởi vì họ biết trân trọng những gì mình có, học cách hài lòng, hạnh phúc. Một người như vậy giống như một hạt giống, có thể bén rễ, nảy mầm, nở hoa kết trái. Còn những người mà luôn trốn tránh, bỏ cuộc khi gặp một chút trở ngại, khó khăn, lại giống như đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi một chút mưa gió. Chúng ta không cần phải ghen tị với cuộc sống của người khác, bởi vì mỗi một người đều có cách sống và con đường sống riêng. Người khác dù tốt đến đâu thì cũng chỉ là người khác, và chúng ta không đủ tư cách để đánh giá người khác sống tốt hay không. Cuối cùng, hy vọng rằng mỗi chúng ta có thể sống một cuộc sống tốt đẹp và trở thành người mà bản thân muốn trở thành.